Bà xã mình bị tai biến não lần thứ nhất năm 1994, trong cái cảnh thập tử nhất sinh tưởng là bà ra đi. Bà có nói với mình là nếu như em có mệnh hệ nào thì anh cố gắng thương cái đậu, chồng nó cũng mất sớm, rồi giúp nó dạy dỗ các con. Bà ấy sợ là bà ấy ra đi, bà ấy chăn chối với cô một câu ấy mà chị không sống được với anh, chăm sóc anh với cháu thì em thay chị chăm sóc anh với cháu cho chị nhá. Cô ấy bảo một câu bà điên, chồng tôi mất lấy người khác, ai lấy anh rẻ cũng nói bảo chứ không. Chị sống được phép, chị chết được cái nghĩa cái tình. Nhưng mà cuối cùng chị bị tai biến, 7 năm sau chị mới ra đi. Chị ra đi lúc ấy là chồng cô đã chết được 11 năm rồi. Thế hai đứa con bà con căng thẳng, phản đối. Rồi các con của mình không có nổi. Đầu tiên có cái thằng con lớn của cô, nó phản đối, nó bảo bố mất bao năm mẹ vất vả thì chúng con lại giờ mẹ không gì phải đi lúc nữa. Con chào cô. Dạ, con chào cô. Con là Quốc Thuận, còn đây là Ngọc Lan. Hai đứa con đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Trước tiên con xin gửi kính tặng cô món quà. Dạ. Và hôm nay thì hai đứa con xin được phép vào để mà trò chuyện cùng với thầy cô. Dạ, con không biết là thầy có nhà không cô? Dạ, thầy có nhà, mời các em vào nhà. Dạ, con cảm ơn cô. Con là Quốc Thuận. Cảm ơn Quốc Thuận. Dạ, con là Ngọc Lan. Dạ, trước con xin chào thầy. Ngày hôm nay hai anh em con phải nói rất là vinh dự được đến đây để mà được gặp gỡ thầy và được thăm hỏi. Dạ, cảm ơn Quốc Thuận, cảm ơn Ngọc Lan. Dạ. Đầu tiên chắc cho con hỏi về sức khỏe của thầy hiện tại bây giờ là đang như thế nào ạ? Hiện nay thì thầy đang là bệnh nhân chạy thận nhân tạo năm thứ 11. Thầy đang điều trị ở bệnh viện 15. Thế và một cái bệnh nữa là nếu thầy nằm thì cái tiếng nói của thầy nó bất thường. Dạ. Ngồi như thế này thấy các em vẫn thấy cái giọng nói của thầy nó hơi khàn khàn. Dạ đúng rồi. Trước đây thầy đi giao lưu có lúc cũng cả tiếng hồ và tiếng hồ không vấn đề gì. Để chống đỡ lại những cái bệnh tật đó thì hiện nay thầy tư duy, thầy viết văn, đó chính là cái cứu cánh để thầy chống đỡ bệnh tật. Dạ. Ồ, hay quá. Và hiện tại bây giờ là con vẫn thấy thầy đang ngồi làm việc rất dạ. là hăng say. Con cũng muốn biết là thầy đang viết gì ạ? Với thầy thì có lẽ là để lại cho lòng độc giả ba cái tập tự truyện. Yeah. Là tôi đi học, tôi học đại học. Và mới đây năm 2017, tôi hoàn thành cái tập thứ ba tôi dạy học. Với tên đề là Tâm huyết trao đời. Thầy tạm dừng bút từ năm 18 cho đến nay. Thì tự dưng thầy này rất là thích viết một cái mảng mới thiếu nhi. Đó là mảng cổ tích. Vừa rồi thầy đã hoàn thành cái tập cái chuyện cổ tích thứ nhất là Bí mật cây gậy thần. Yeah. Kỳ lạ. Hiện nay thì đang viết tiếp một cái chuyện thứ hai, chuyện kể của chiếc cặp sách. Cái mảng sách dành cho thiếu nhi hiện nay thì thầy cảm thấy cũng hơi khan hiếm. Yeah. Con rất là muốn được xem những cái công việc của thầy làm mỗi ngày mà nó không có từ đôi tay mà nó từ cái đôi chân của thầy. Yeah. Cụ thể là những cái chuyện mà thầy viết lách á. Mình đi lên từ ngoài bút, đi lên từ đôi chân. Thầy bắt đầu tập viết khi mà học vỡ lòng thì lúc ấy thực ra thì nhiều mọi người cứ hỏi thầy là thầy tập viết bằng chân có khó không. Thật ra thì tất cả những người không có tay thì họ đều làm bằng chân hết. Cái quá trình ấy là một cái quá trình liên tục cho đến bây giờ thầy vẫn phải luyện viết. Nhưng mà có điều là từ khoảng năm 1995 thì thầy tiếp cận đến vi tính và sử dụng vi tính và nào nó đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Lúc đầu thầy cũng dùng chân bình thường nhưng mà ngón chân nó to mà cho nên nó hay dính phím. Thế thì thầy nghĩ là cái này dùng. Cho nên thầy mới dùng viết chì. Bút chì. Ở đầu nó có hai cái viên tẩy để nó không bị trượt. Để cái việc gõ cho nó thích hợp thôi. Thầy
cho con hỏi là so với cái tốc độ mà thầy viết giấy với lại tốc độ thầy đánh máy á, thì cái nào nhanh hơn? Không, chung là mỗi cái theo cái tư duy của mình thì mỗi cái nó nhanh riêng. Nhưng mà khi thầy viết chữ thì thầy nhắc ấy, thầy viết theo kiểu gần như tốc ký. Dạ. Chỉ có mình thầy đọc thôi, gần như vậy. Giờ thầy ngồi trên đây thầy viết, thầy viết trên giấy giùm con này. Trong cái mảng thầy viết là thứ gì đấy thì có hai mảng. Mảng thứ nhất là mảng chủ tích, mảng thứ hai là mảng câu đố. Ví dụ như là mỗi em biết đây là ai, tay cầm bút kịch truyền dậy sóng, tay cầm gươm sống động kinh thiên, ba lần không lớn bình nguyên, nhìn thu bốn cõi lừng tên anh hào Trần Đạo. Vâng. Dạ. Bây giờ thì đối với con một cái chữ này xem là con đoán chữ gì nhá. Nếu không có nó đồng hành, việc to việc nhỏ khó thành bạn ơi. Một khi bị ngã mất rồi đừng buồn nhé, phút nên người là đây. Chí không, đây nó có dấu ngã mà. Ngã. Để con suy nghĩ thêm cái nữa. Con thích đố lắm nha. Thích ai đố lắm nha. Mà đố phải bí. Đố phải bí mới vui. À, ngã. Dấu ngã mà phải ngã. Bỏ dấu ngã. Mà bỏ dấu ngã. Thì đó là người giận. Đúng rồi. Hay quá. Đúng rồi. Dạ. Hay quá thầy ơi. Viết thứ nhất là một bằng một nét. Dạ. Wow. Rồi. Chữ đẹp không? Trời, viết rất đẹp nha. Cái ý tưởng của chữ nhẫn này là tên là viết bằng một nét. Dạ. Cuộc sống dù quanh co khúc khuỷu đến đâu, nếu kiên nhẫn ta vẫn có thể mọc cánh và bay trời xanh. Hay quá. Nói chữ khúc thần hay chẳng. Nó, đây con. Phải ký tên nữa nha. Rồi. Rồi xong rồi tới Ngọc Lan. Tới con. Trời ơi. Đẹp quá. Ngọc ký tặng Ngọc Lan. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ thưa thầy, con với Ngọc Lan thì là hôm nay đến đây á, có những điều mà con rất muốn biết về cái thời tuổi trẻ của thầy, về thanh xuân của thầy. Trong đó con rất là muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của thầy. Em cũng vậy. Em sẽ đi xuống em hỏi cô. Thoải mái. Thoải mái hả thầy ha? Dạ con xin phép con xuống dưới với cô. Dạ cô xào hả cô xào cái gì vậy? Cô xào rau muống với chị bò. Dạ cô bình thường là thầy thích ăn món gì? Thích ăn đồ mềm. À thầy thích ăn đồ mềm. Nhiều khi thầy lớn tuổi với lại thầy bệnh đó cô chứ mẹ. Dạ anh thì người khác cái lúc kiểu nó người nó mệt cũng như mình. Dạ suy thì mình trẻ. Thầy ơi hiện tại thầy là thầy ở đây là với cô hả thầy? Vâng đây với mẹ xáo là nhà của con gái. Dạ. Vợ chồng con gái thứ hai đấy. Chắc có lẽ là buổi chiều là cái buổi mà đông đúc rộn ràng ở trong nhà đúng không thầy? Nói chung là vợ chồng nó đi làm suốt ngày. Cơ bản là chỉ có hai ông bà thôi. Thứ thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì đi chạy thận. Còn mỗi lần mà thầy đi chạy thận như vậy thì ai đưa thầy đi? Bà xã thầy bây giờ muốn đứng đầu đi cùng. Ở đây thì là mỗi một ngày của thầy nó như thế nào ạ? Dạ. Nói chung là một ngày của mình thì khoảng 5 giờ mình thì bắt đầu dậy thở dưỡng sinh. Thế sau đó thì có thể đi bộ một hai vòng quanh quanh cái khu vực này. Rồi về thì uống sữa, uống nước chanh, pha loãng. Yeah. Và bắt đầu ăn sáng. Yeah. Ăn sáng của thầy thì nó cũng rất là đơn giản. Yeah. Thì thường là bao giờ thầy cũng ăn quả trứng vịt lộn. Rồi ăn một cục sữa chua. Yeah. Mình cũng có thể để ăn một thìa cơm mà nếu không thì thôi. Yeah. Con rất muốn biết là tại sao thầy lại ăn trứng vịt lộn này. Thật nó rất là thiếu chất bò. Yeah. Nó thiếu protein cho nên là thầy sử dụng cái vịt lộn để hình như nó thay thế được cái protein mà mình cần. Hay quá. Và đặc biệt là những người chạy thận thì khi mà chạy thận như vậy thì cái protein nó lai theo cho nên rất cần bổ sung. Đến trưa thì thầy thích xem cái chương trình Phụ nữ là số 1. Chiều thì thầy bắt đầu viết tiếp.
Dạ. Và tối 5-6 giờ thì đi bộ xong rồi. Đi bộ đi. Và tối thì cố gắng làm sớm. Dạ. Thế có những đêm thì 1-2 giờ thì đã phải dậy rồi. Thế là để cái thời gian trống vắng mà nó vô nghĩa đấy, thì thức dậy ngồi viết luôn. Thì viết nó say sưa, lúc nào mệt quá thì lại ngủ đi. Lịch viết của mình nó cũng buồn cười lúc nào cũng viết, nhưng mà cơ bản là mình viết bằng cái nửa đêm về sáng, thấy nó, dòng chảy cảm xúc nó tốt hơn. Hay quá. Hồi nãy thầy có nói với con đó là thầy thích xem phụ nữ là số 1. Vậy thì cô ở nhà có phải là số 1 trong lòng thầy không? Đúng rồi. Bà xã của mình thì bao giờ cũng là số 1. Dạ. Lúc bà xã mình ra đi thì mình đang trống vắng, và bà xã này lúc ấy lập tức vào để kiểu như chịu tang chị ấy và chia sẻ với mình luôn. Thì mình có một bài thơ là: giữa khi sương gió mù trời, ngổn ngang lá rụng, nhớ người quái xa, em là cánh én trong ta, thức xuân dậy sớm, đóa hoa nở tàn. Coi như bà là cái cánh én báo hiệu một xuân mới cho mình. Yeah. Lúc ấy mình đang là buồn, trong một cái tư thế chống trải thất vọng. Đúng là các bà ấy là hai cái mảnh đời rất là tuyệt vời. Yeah. Ép cái thầy thành một cái mảnh đời liền mạch, giống như Thúy Kiều, Thái Thúy Vân ấy. Mỗi lần sinh nhật bà xã mình thì gần như là mình hầu hết đều có thơ riêng để tặng bà. Có một cái mùa xuân kỷ niệm tuổi 60 của bà, mình viết tặng bà 4 câu này: chúc em mãi mãi trăng rằm, dịu êm như khúc bổng trầm dân ca, vẫn là bóng cả cây đa, nhưng vẫn là trồi biếc, vẫn là mùa xuân. Hay quá. Như hồi nãy thầy chia sẻ là người vợ trước của thầy là mất, rồi sau đó là người thứ hai xuất hiện, và đây là em của vợ thầy. Vâng. Thầy có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện của thầy về người vợ trước được không thầy? Nhiều khi nó cũng có những cái duyên cớ nhất định. Tốt nghiệp đại học xong mình về thì đi tìm cái đời thứ hai. Vừa đúng cái lúc ấy thì ông anh kết nghĩa của mình đưa bà em vợ của ông ấy xuống, đó là bà xã của mình. Thế và khi mình gặp cái cô gái này có tên là Nhiễu, tự dưng là hai người tình yêu sẽ đánh đến và hẹn nhau là 15 ngày nữa thì anh kết nghĩa của mình, anh rể sẽ đưa cô em gái đến chơi. Thế 15 ngày sau thì không hiểu sao có mình cô gái đến. Thúy Kiều thì xăm xăm băng lối vườn kia của mình, còn bà thì xăm xăm băng lối đường xa 3 cây số của mình. Thế tối hôm đó thì mình giữ bà lại, thế bà ở lại. Dạ. Hôm đó mình có ngẫu hứng bài thơ rất là đơn giản là: tối nay hai đứa bên thềm, trời không trăng, đất dịu hiền lặng im, khuya về thăm thẳm màn đêm, vẫn đôi mắt ấy ánh lên sắc hồng, đây của em cả tấm lòng, muôn thương anh chọn giữa vòng yêu thương, đây của anh cả quê hương, muốn dành em hết 4 phương đất trời. Sau đó mình lên trường đại học để chờ việc thì bà có viết mình một bức thư, phải nói là: anh ơi, chuyện tình của chúng ta phức tạp lắm, cả nhà không ai đồng ý, duy nhất chỉ có anh Chi thôi, nhưng anh cứ yên tâm, dù cho sóng gió phũ phàng, lòng em vẫn đứng vững vàng thế này. Trời ơi. Thơ của mình là nhờ có bài thơ này của mình là chúng mình quyết tâm gạt mọi rào cản để đến với nhau. Trong hạnh phúc của mình có một cái chuyện vun đắp rất là lặng lẽ, rất hiệu quả, đó là của nhà thơ Đoàn Văn Cơ. Dạ. Bà xã mình gọi bằng anh họ. Ông cha ông khuyên cụ nhà của mình là: cụ cứ gả cô Nhiễu cho chú Ký đi, trên đời này ai cũng chết hết, chỉ riêng mỗi nhà văn nhà thơ là cũng chết. Câu hay quá. Thế là cụ già đồng ý luôn, và hai cụ đạp xe 30 cây số xuống thăm mình, và sau đó thì duyên của chúng mình thành đôi sau một tuần lễ thôi. Nhưng mà cái hạnh phúc không phải là chỗ đến với nhau được, quan trọng là giữ gìn nó như thế nào. Dạ. Trong một cái điều kiện là mình không có đôi tay, và em hiểu là ngàn muôn phức tạp. Thật ra để cho bà ấy khỏi buồn thì việc chăm sóc các con mình cũng tìm cách chia sẻ. Ngày đó mình nhớ mãi là cứ lúc bà ấy xuống đi làm bữa hay là có việc gì bận là mình nằm ở trên võng, bà ấy đặt con vào lòng mình, xong rồi mình ru ru, rồi mình bịa ra những cái bài thơ để ru cháu, rồi mình bịa ra những chuyện cổ tích để đưa nó vào cái thế giới con nít cho nó giàu trí tưởng tượng. Một cái kỷ niệm mà mình không quên là kể ra thì không ai biết, khi sinh trẻ con, khi sinh bé thì bao giờ cũng cần phải giặt tã lót quần áo. Cái lúc mới sinh ấy, bà xã mình cứ đem quần áo ra cầu ao đẻ này, mình ngồi mình giặt, mà mẹ mình lại mắng xa xả, bác bảo đẻ đấy phải tự giặt, lấy có tay có chân chồng, tay chân không có bắt ra giặt. Thế là mình bí quá mà không con giặt được, mà cứ giặt cũng không giặt,
ai vợ nó bắt tay các chân mình tay chân thế thế là Quý Thuận biết không, từ đêm hôm sau ấy thì cứ để cho mọi người ngủ yên lắng, khoảng 4 giờ sáng thì bà ấy mang quần áo của con ra qua mình làm bé mình giặt, giặt xong thì mình vào giường nằm thì bà xã mình cầm ra phơi, đúng lúc bà ấy phơi thì mình già mình dậy, thế là cụ vẫn thấy tưởng là con râu giặt rồi đang phơi, thế là mẹ cũng vui mà vợ cũng mừng. Hay là mình trồng rất là nhiều rau, mình làm mấy cái nhiệm vụ là tưới nước, mọi người cũng rất lạ là mình tưới như thế nào, tức là rau mình tưới xung quanh bờ ao, xuống ngã bờ ao, xuống dưới ao đứng, một chân đứng một chân mình té nước lên bờ, té nước lên vườn rau thành nước bạc, cứ bạc lên thôi, cứ một chân bạc. Để các cháu nó vui thì mình thêu cả những bông hoa lên ngực áo của cháu. Để thêu luôn này. Trò chơi cái bàn chân của mình cũng đúng là cũng hơi kỳ diệu. Mình còn làm cái việc gọi khắc chữ. Con rất là xúc động. Thứ nhất là con xúc động về cái câu chuyện tình của thầy với cô thứ nhất. Khi mà cô nằm xuống là lúc đó là thầy bao nhiêu tuổi? Lúc đấy bà ấy đi năm 2011, lúc mình mới 47 tuổi. Và năm cô, và cô thứ hai thì sau đó một năm là cô em hả thầy? Ừ, cô em ruột. Cái lúc mà bà xã mình bị tai biến não lần thứ nhất ý, là năm 1994, trong cái cảnh thập tử nhất sinh tưởng là bà ra đi, thì bà có nói với mình là nếu như em có mệnh hệ nào thì anh cố gắng thương đến cái đậu, chồng nó cũng mất sớm rồi giúp nó dạy dỗ các con. Bà xã mình thì cũng gặp cô em và bà đậu đây, bảo là thôi nếu mà chị có ra đi thì em thay chị chăm sóc anh ký giúp. Thế thì 7 năm sau bà ấy mới ra đi thật. Và lúc ấy chúng mình mới nhớ lại lời nguyền của bà ấy trước đây. Thế là bà xã thứ hai, thế là bà đậu này, bây giờ thì vào chịu tang chị. Sau tang lễ đó thì chúng mình mới gọi lại cái câu chuyện lời dặn của bà chị. Lúc ấy chúng thú thật với Quốc Thuận là phía hai đứa con bà ấy còn căng thẳng, phản đối. Rồi các con của mình nó không đồng ý. Cô đậu là cũng mất chồng. Vâng, cũng chồng bà cũng mất cách đó chục năm rồi. Dạ. Thế cuối cùng thì mình có giải thích là chính vì các con cho nên bố với dì phải đến với nhau, bởi vì muốn cho các con thảnh thơi lo lắng công việc, con ông cha bằng bà chăm ông, các con thông cảm. Sau một thời gian dài đấu tranh rồi cuối cùng là chấp thuận rồi, cuối cùng thì bây giờ thì chúng nó đứa nào đứa ấy thấy cái quyết định của bố mẹ là hoàn thành hợp quá hợp lý. Nhưng mà về phía con cô đậu thì sao thầy? Chúng nó viết bức thư cũng căng thẳng lắm. Viết thư cho thầy? Ừ, viết thư cho mẹ nói qua đường cái lý luận là bác nhiễu, thế là bà sợ trước mình đã vất vả vì bác rồi, đúng rồi, bây giờ việc gì mẹ phải khổ nữa, mẹ vậy nó thoải mái sung sướng, việc gì mẹ phải đi để phục vụ bác nữa. Dạ. Nhưng mà sau cũng thấy là đúng là có bác làm cho mẹ vui đi rất nhiều. Dạ. Các con của mình cũng như bà xã mình cũng đều thuộc bằng câu thơ của mình là cuộc đời như đám mây trôi, cứ buồn là lỗ, cứ vui là lời. đó là câu thơ của thầy này. Vâng. Dạ, chút nữa con xin con đăng status luôn. Dạ. Thưa quý vị, hiện tại thì Lan đang cầm ở trên tay tự truyện Nguyễn Ngọc Ký Tâm Huyết Trao Đời, và trong đây thì Lan thấy có cái hình cưới của cô và thầy. Này, cô và thầy yêu nhau lúc mới quen đâu, thực tế là đâu là cũng chẳng có thời gian để mà dành tình yêu. Bởi vì cô là người đến sau và chị gái cô là đến với thầy trước. À, khi chị gái cô 30 năm bị tai biến, lúc ấy là chồng của cô đã ra đi 4-5 năm rồi. Dạ. Thì bà ấy sợ là bà ấy ra đi, bà ấy chăn chối với cô và câu ấy mà chị không sống được với anh, chăm sóc anh với cháu thì em thay chị chăm sóc anh với cháu cho chị nhá. Cô ấy bảo câu bà điên, chồng tôi mất lấy người khác, ai lấy anh rẻ cũng nói, bảo tôi không. Chị sống được phép, chị chết được cái nghĩa cái tình. Nhưng mà cuối cùng chị bị tai biến 7 năm sau chị mới ra đi. Chị ra đi lúc ấy là chồng cô đã chết được 11 năm rồi. Sau 100 ngày của mẹ, bố bị ốm, ba đứa con không chăm sóc được. Thì người bảo thầy lấy cô giáo nọ, người lấy cô giáo kia. Bố đưa ra một cái câu chăn trối của mẹ rằng là mẹ dặn bố là hễ mà bố mẹ có ra đi thì bố lại thương với mẹ con gì đậu, chồng chết sớm thiệt thòi. Thế là thầy với nhà chị gái thầy ở quê nói với cô, lúc ấy cô cũng chăn trở lắm. Chính cái thằng con trai của cô nó vừa bị mất ở đây này, thì nó là cái người nó vào đây học trước, thì cô cũng chăn trở điều đó. Để con vừa học chị gái anh mất rồi, anh để công tác tay không có, các chị công tác nữa, thì cô cũng đồng ý với cả hai lĩnh vực, một là được chăm con, hai là được chăm anh. Thế là thầy cô đến với nhau. Cô và thầy kết hôn với nhau được bao nhiêu năm? Năm nay từ 2022, năm nay là
năm thứ 19. Thế là cô và thầy có người con chung nào không? Cô thầy có người chung. Thầy có 3 con, cô có 2 con rồi. Sau 19 năm sống cùng với nhau thì thật sự là con cũng không biết rằng là, mà con nghĩ rất là nhiều người sẽ có cùng câu hỏi với con, đó là giữa cô và thầy sống với nhau là vì cái tình nghĩa vợ chồng hay là vì một cái tình nghĩa mà có mang một cái tên gọi khác? Đúng nghĩa là tình nghĩa vợ chồng. Dạ. Để là thực sự đến với nhau để chăm sóc nhau, động viên nhau, an ủi nhau. Thế thì cái thời gian đầu khi mà cô về cô chăm sóc cho thầy á, là có khó khăn không cô? Không, cô cũng cảm thấy cũng không nỗi khó khăn. Nếu so như những người bình thường khác và thấy khó, nhưng mà thì cuộc đời cô nó nhiều cái va vấp quá đổi, cô trải qua nhiều quá đây, cô cũng thấy cũng hơi khó khăn hơn người khác, nhưng mà sức khỏe lúc đó còn, cô có thể chăm sóc của thầy cũng không đến nỗi nào là khó khăn lắm. Cô, nhưng mà thời gian đầu khi mà cô và thầy về ở cùng với nhau và chăm sóc cho nhau thì có cái người con nào trong gia đình phản đối không cô? Có. Đầu tiên có cái thằng con lớn của cô, nó phản đối, nó bảo bố nó mất bao năm mẹ vất vả vì chúng con rồi, giờ mẹ không có gì phải đi bước nữa cho nó khổ thân ra, mẹ già rồi, con đã ra trường công tác được rồi thì con có thể lo tự bản thân con, còn có em thôi mà gì mẹ đi. Thế ông phải thuyết phục nó mãi nó mới đồng ý. Thế là thầy thuyết phục anh? Thuyết phục. Thật ra con cũng không biết nói nó là cái chuyện khó hay là chuyện dễ, bởi vì nếu như mà cô kết nối với lại một người xa lạ thì mình còn có cái sự lo lắng về chuyện là con của anh và con của tôi, nhưng đằng này lại là con của thầy lại là cháu của cô, cho nên là nó cũng khó khăn nhất của cô. Thì cũng lăn tăn ở về, cũng đều chỉ về để nói về cuộc sống thôi, chăm sóc về nữa rồi cách ứng xử làm sao để cho các cháu với con mình cho nó hòa thuận. Yeah. Có bao giờ trong nhà mà xảy ra xung đột giữa con của cô và con của thầy không? Không, cái chuyện đó thì không bao giờ có. Nhưng mà rồi mình có nghe những cái lời đàm tiếu từ bà con hàng xóm hay là của xã hội không cô? Cô đến với thầy cũng không tránh khỏi cái chuyện đàm tiếu như về đằng nhà cô ấy, anh em nhà cô ấy. Đầu tiên cũng không hiểu cô nghĩ bằng việc gì phải đi nữa, như cho vất vả ấy. Đã chị rồi là còn em nữa. Con nghĩ là có lẽ là cô đến với thầy ấy, nó là vì cái nghĩa nhiều. Cái nghĩa nó rất là nhiều rồi sau đó rồi mới, nó mới xuất phát cái tình cảm dành cho nhau. Rồi. Cô nhìn lại cái chặng đường của cô từ khi cô đến với thầy đến ngày hôm nay thì cô sẽ miêu tả nó như thế nào? Đúng lúc cô nói vui với thầy cũng cả hai cái thằng khổ đến với nhau. Cuộc đời anh nó vất vả, chị mất như thế, bây giờ bệnh tật. Em là chồng mất sớm thì thầy cũng con bệnh tật. Thế cuối cùng thôi thì chẳng biết nói cái kiểu gì nữa. Thôi cố gắng ngồi điềm tĩnh lại, giữ lại cân bằng sức khỏe để điều chỉnh lại cho cuộc sống lên, cho nó đỡ thêm buồn thẻ, đỡ thêm khổ. Nhưng mà nhất thì ông cố gắng sống với anh, sống với em nó 10 năm nữa để cho cuộc sống cho các cháu lớn thêm tí nữa, cũng là cái chỗ dựa tinh thần cho em, cho các cháu nữa. Cô cũng tự hào về cái chuyện đấy, sống bên cạnh một người đàn ông đã vượt qua tất cả các nghịch cảnh. Con cũng ngoài cái sự ngưỡng mộ con dành cho thầy thì đối với cô nó cũng có một cái sự ngưỡng mộ không kém. Nó và để mình quyết định mình đến với một cái người đàn ông mà mình biết là mình sẽ phải chăm sóc cho người đó đến cả đời, cho nên là đó là một cái mà để mà cô phải cực kỳ bản lĩnh để cô mới vượt qua được cái suy nghĩ đó để mà cô đến với thầy và chăm sóc cho thầy, nên là con rất là trân trọng cái điều đó. Chỉ lạ là hai ngứa mặt. Nhưng mà thầy có gãy lưng không? Không, gãy lưng thì ít. Gãy lưng thì bây giờ đó, thầy phải làm một cái cục trà lưng ở đây nè. Để thầy đứng này. Em biết này chưa? Thầy chưa thầy học đại học ấy, thầy bị ghẻ. Rồi sao vậy? Ngứa, thầy nghĩ thế nào, lúc nào cũng bảo nó gãi. Thế là thầy mới nghĩ ra một cái cách gãi là lúc cực khuya nhất ấy, chúng nó không có nào thức ấy. Thầy mới lên trên lớp, xong rồi thầy mới bôi cái thuốc ghẻ vào cái cạnh bảng ấy. Dạ. Yeah. Dựa ở đấy thì cọ. Lúc cô hồi mình đang cọ cái đại bản đổ cành ra ầm ào trong lớp. Thế là mới có thằng nó đi giải nó mới vào. Dạ. Nó mới nhìn thoáng cái, nó chỉ nhìn thấy móng mình thôi. Dạ. Thế là hôm sau nó mới phát tin là à chúng bà ơi, ông ký với bà Nhu làm gì ở trong phòng học mà đổ bạc. Đổ bạc. Cái cô bạn là tên là Bùi Hạnh Nhu đúng không? Dạ, dạ. Ngày xưa nó cũng thầm tình với mình thật. Dạ. Thầy ơi, rất là cảm ơn chia sẻ của thầy, và nhất là mấy câu chuyện tình của thầy á, vừa vui vừa cảm động. Chút nữa thì là con xin phép được ngồi ăn cơm với thầy, có cô đậu nữa.
Trời ơi, quá nhiều đồ ăn luôn. Toàn là những cái món mà món tủ của con, món ruột của con. Thường là thầy thích những cái món nào cô Đồng? Thầy thì thích ăn đơn giản, cái thịt kho, thế hoặc là thịt cá kho vậy thôi. Thật ra thì thầy thích rất thích hai món. Dạ. Rau là thích rau khoai lang luộc, hai là thích cá kho, thế thôi. Phải nói là ngày hôm nay rất là vinh dự được ngồi ăn cơm với thầy, với cô Đậu. Dạ thôi chứ, mặc dù là nhà của thầy cô nhưng mà cho phép hai đứa con được xin mời. Dạ, dạ con nâng ly, đặc biệt không, đặc biệt không. Dạ, nâng ly, nâng ly. Dạ rồi. Đây là cá kho bếp chấu vậy thôi, vùi. Dạ mình bác vào, mang mình bác vào. Con rể biết bố thích cá kho. Cô ơi, thầy á cô, chung là thầy phải sinh hoạt bằng chân như vậy á cô. Vậy thì mỗi lần mà phụ thầy á, thầy có khó không cô? Không chẳng khó, không khó gì cả. Dạ. Có lúc mà thầy nó người nó mệt thì đúng là cũng khó thật. Dạ. Nhưng nó lúc thầy mệt xong thầy cũng tự bật dậy rồi. Ừ. Thì cô phải trợ giúp và nâng thầy dậy. Dạ. Có khi nào mà cô giận thầy không cô? Tránh cho khỏi. Giận nhiều không cô? Không. Ừ. Không được nhiều. Bây giờ mỗi lần mà cô giận á là chắc thầy làm thơ tặng cô đúng không? Tặng cô Đậu. Ừ. Cô đó giờ cô thích nhất bài thơ nào mà của thầy tặng cô? Cô chả nhớ bài nào. Dạ. Bài thầy đọc cho cô nhớ. Thầy chúc em ấy lần hả? Như ánh trăng rằm không? Ờ, chúc em. Chúc em mãi mãi trăng rằm. Mãi mãi trăng rằm. Vẫn là dịu êm. Dịu êm như khúc bổng trầm à? Dân ca. Dân ca. Dạ. Mãi là. Mãi là bóng cả cây đa. Mãi là. Rồi. Trời biết, mãi mùa xuân. Nhưng em có hiểu cái câu là chúng em mãi trăng rằm, dịu êm như khúc bổng trầm trên cao là thế nào? Em dịu êm như khúc bổng trầm trên cao là thế nào? Luôn luôn nói dịu êm bên cạnh anh. Thế là không muốn em là nhạc rốc. Nhạc rốc là rách. Rốc là rách. Thầy là thầy giáo, thầy là nhà thơ. Chắc chắn thầy là người rất là lãng mạn rồi. Vậy thì những cái ngày đặc biệt của cô, đặc biệt của phụ nữ nè, là những ngày đặc biệt của hai vợ chồng thì thầy có bày tỏ tình cảm đặc biệt gì với cô không? Chả có, bình thường thầy, thầy với cô già già này. Mới vừa rồi đây. Mới vừa rồi sao thầy? Cô... Nhân ngày 14 tháng 2 anh tặng em cái gì? Ôi, 14 tháng 2 vừa rồi luôn. Cô gì cô? Chả nhớ gì. Tặng cái gì đấy? À, tặng một chiếc vàng. Ngày tình nhân. Dạ. Nhưng mà tặng sao cô? Tặng cái này với nhân ngày tình nhân thôi thì bây giờ thì anh tặng em. Chúc em mãi mãi vui trẻ khỏe. Ở bên cạnh thầy chắc lúc nào cô cũng được nghe những lời nói ngọt ngào, giống như bây giờ tuổi trẻ hay nói là ngôn tình nữa cô, đúng không cô? Nên tất cả những tác phẩm mà mình viết xong bao giờ bài này cũng đọc trước đấy chứ. Bài bình luận rồi á. Chỉ làm bà nội chợ thôi, trước cô ngồi buôn bán ở ngoài chợ. Hồi trước làm ăn uống ở trong mậu dịch nhà nước, nhưng về sau thì có ngồi chợ mấy năm, nhưng mà tâm hồn vẫn lai láng văn chương lắm. Trước đây bà cụ ngày xưa ấy, những cái câu đối không có vị tính ra đời trong những cái hoàn cảnh rất là buồn cười. Thế là thầy hay bị táo bón, thầy đi ở trong nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh chờ 1-2 tiếng hồ. Thế trong đấy thầy vào đấy thì vừa đi thầy vừa đợi vừa viết sáng tác câu đối. Thế là viết lên đâu là thầy đọc vọng ra cho cô ở ngoài cô ghi. Có lúc mình mang vào trong nhà vệ sinh mình viết luôn, nhưng mà có nhiều lúc mình đọc xong này và ai ngoài lại tiện cầm bút lại viết luôn. Bây giờ tại vì nhìn thấy thầy với cô, thứ nhất là hai người vui khỏe và có một cuộc sống rất là yên lành như thế này, mỗi một ngày thầy tập thể dục rồi tận hưởng cuộc sống rồi tiếp tục với công việc bây của giờ, mình thầy sáng tác chuyên mũi nhân này. Lúc nào mà đành đành không đọc cái gì, không viết gì này, thầy lại đọc cái kiểu thầy vẫn nào thuộc trở lại, đi trở lại 3.632 câu kiểu. Cái điều mong muốn của thầy cô ở thời điểm hiện tại này nó là gì? Bà nói đi. Em mong muốn thời điểm này thì mốt mong là sức khỏe của mình khỏe mạnh bình thường, mà chăm chút được hai đứa cháu, bố nó bởi mất trưởng thành nó vậy thôi. Thầy thì cũng không ngoài cái chân lý chung của các cụ nữa. Làm sao phấn đấu để mọi người trong gia đình sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và sống ích. Hạnh phúc cuối cùng trước khi nhắm mắt thì rồi. Bà xã của mình thì thưa với các em là phải nói đến với mình cũng là một trong những con người đầy nghị lực.
phải vượt qua nghịch cảnh kia đó. Cho nên là điều mong muốn của mình cũng giống như trong mình viết trong bài nghị lực đấy, tức là nghị lực phải biết nghĩ suy, vượt lên nghịch cảnh, trong bi vẫn cười. Đấy. Cho nên là mong thầy vẫn nói là xã thầy mọi cái rồi sẽ qua thôi. Cho nên là em cứ cười lên, em khỏe lên là em đó là một cách để em tưởng nhớ con một cách sâu sắc, và nó chỉ cầu mong thế thôi. Nó chín suối nó mình cười khi thấy mẹ trên đời vẫn cười vui. Trước khi mà chia tay với thầy với cô thì một lần nữa thì cho con đại diện chương trình, đại diện tất cả những khán giả, đặc biệt là những học trò của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Trí, tất cả những khán giả yêu mến thầy, chúng con là xin chúc cho thầy thật nhiều sức khỏe để mà luôn luôn mang đến những cái điều tốt đẹp nhất cho thế hệ mai sau. Xin chúc cho thầy sẽ mãi mãi là một người đàn ông tuyệt vời, không chỉ là của các con mà còn là của cô Đậu. Cô ơi, cô phải thật sự mạnh khỏe để cùng tận hưởng cái tuổi này với anh chồng thật là đáng yêu như thế này. Con xin phép được gọi là như vậy. Dạ, nhé cô, nhé. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn và cầu chúc cho chương trình mãi mãi thanh xuân và mãi mãi sung hành cùng với những niềm vui đầy khám phá mà khán giả đang trông đợi. Chúc các bạn luôn luôn thành công. Con cảm ơn thầy, con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.